Ngày 8 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi lừa bán thiên thạch với giá 19 tỷ đồng. Vụ việc diễn ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 5 tháng 11 tại một quán cà phê ở thành phố Vị Thanh. Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hậu Giang bắt quả tang Trần Anh Thiện, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Văn Đức và Lê Thanh Phong đang viết giấy cam kết bán thiên thạch cho một người phụ nữ đến từ Hà Nội. Biết bị hại đang tìm mua thiên thạch nên đưa ra thông tin gian dối có thiên thạch cần bán. Để người mua tin tưởng, nhóm người này hẹn gặp nạn nhân tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang để làm cam kết với nội dung hai bên sẽ thực hiện giao dịch vào ngày 6 tháng 11 tại thành phố Bạc Liêu. Nội dung cam kết, nếu bên bán không giao được thiên thạch đạt yêu cầu sẽ bồi thường 1 tỷ đồng, ngược lại, nếu người mua hủy giao dịch sẽ mất 200 triệu đồng. Trong quá trình giao dịch, Đức và Tâm còn sử dụng tên giả để qua mặt nạn nhân. Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hậu Giang ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng trên để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và kêu gọi người dân nếu có thông tin liên quan đến nhóm người này thì báo ngay đến cơ quan chức năng.